ما يعني بالشهادة؟ ما هي كلمة التوحيد؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Giống như mình tiếp lời Sheikh Muhammad Amin, nhưng Sheikh hỏi nếu bạn vô Islam, việc đầu tiên của bạn là gì? Có phải là bạn nên làm một cái điều đó nó thiêng liêng không? Thì mình xin giới thiệu, nếu ai có lòng muốn vô Islam, tại vì Islam á thật sự không cần bạn, nhưng bạn cần Islam. Tại Islam không đi tìm bạn, nhưng chắc chắn bạn phải tìm Islam. Giống như Sheikh nói, nếu bạn vô Islam rồi, bạn đầu tiên bạn làm gì? Thì mình xin giới thiệu cho những anh chị em nào có muốn và có muốn tìm hiểu, hoặc cho bản thân mình một cơ hội thử coi Islam nó có như thế nào, có khó khăn không. Thì mình đây xin nói về câu khi mà bạn gia nhập Islam thì bạn nên chỉ có nói một câu nói thôi, đơn giản, rất là đơn giản, đó câu là Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thì đó là một câu, nó chia ra làm hai vế. Giống như Sheikh Muhammad Amin nói, một câu mà nó ra hai câu, nhưng mình gớm gọn lại là một câu nói mà nó chia ra làm hai vế. Vế đầu đó là bạn xin tuyên thệ rằng chỉ có đấng thượng đế Allah để cho bạn tôn thờ. Còn vế thứ hai là tôi xin xác nhận rằng Muhammad sallallahu alaihi wasallam là Nabi, là người thiên sứ của Allah. Thì khi mà bạn nói câu nói đó thì thật sự bạn hiểu về câu nói đó và bạn làm theo câu nói đó. Tại vì hai, một câu nói đó nó có chia hai vế, vế đầu vế thứ hai. Thì một, nên bạn nên hiểu hai vế đó luôn luôn đi đôi. Giống như bạn câu shahada đi chăng nữa, nói rất là nhiều lần nhưng trong tim bạn không có có vấn đề gì, nó là tôi nói để cho chơi nhưng tôi hiểu, nhưng bạn không làm theo thật sự của mình. Bạn nên nói và con tim bạn theo con tim bạn. Và thứ hai, bạn làm tôi làm theo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tôi làm theo tất cả những gì đó, giống như xi măng, nhìn chai, zakat, làm hết, tất cả làm hết, nhưng mà trong tim bạn không có Allah thì bạn cũng không phải là người Islam. Nếu bạn muốn là người Islam thì tốt nhất bạn nên xác nhận lời nói và con tim và hành động theo một câu nói đó. Thứ nhất là xác định và con tim bạn là theo, luôn luôn là gì, tôn thờ Allah, và việc làm là theo chỉ dẫn của Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoài ra không theo một ông A, ông B, hay là cho dù thời hiện đại bây giờ có những ông ulama hay những người nổi tiếng nữa chăng nữa, như ông vua hay là những người rất là nổi tiếng, mình không theo họ. Mình phải theo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, theo tất cả những việc làm của gì của ngài và lời nói của ngài. Thì đó là câu shahada đối với người muốn gia nhập Islam, rất là đơn giản đó các bạn. Barakallahu fiik Sheikh. شيخ محمد، هل عندك إضافة على شرح الشهادة؟ نعم تفضل يا شيخ في دقيقتين لو سمحت. Nói thêm một chút xíu nữa về câu shahada. Tức là câu shahada là cái chìa khóa để mình bước vào Islam, và cái chìa khóa để mình mở cái cổng thửa của thiên đàng, và chìa khóa để mình đóng lại cái cổng của hỏa ngục. Tức là nó rất là ngắn gọn thôi. Thì nói hai câu đó đồng thời làm theo những gì mà Allah và Muhammad đã đưa với chúng ta, thì chúng ta đã biết thì không có một thượng đế nào. Tức là tại sao chúng ta lại không thờ phượng một thượng đế nhất trong khi ngài tạo ra chúng ta? Và Muhammad là người đã được thượng đế hướng dẫn, tức là đem tuyên truyền Islam. Thì cái gì chúng ta ví dụ như chúng ta mua một cái gì mới, đều có cuốn sách hướng dẫn và người trực tiếp đại hướng dẫn của chúng ta, thì Islam cũng như vậy. Thì ngài đã ban xuống kinh sách và ban xuống Muhammad hướng dẫn cho chúng ta đến với cái chính đạo của ngài. Con đường chính đạo cũng rất là không có gì là khó khăn hết. Có người nói thì Islam thì rất là khó khăn, hoặc là những cái gì đó, bạn thử coi Islam, thử tìm hiểu Islam, thử vào Islam thì hoàn toàn không như vậy. Thì nó tất cả các giáo lực của nó đều cho chúng ta, tức là cho chúng ta phát triển, cho chúng ta sự bình an, hoặc cho chúng ta tránh xa tội lỗi của thế gian này thôi. Nào.